Và tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca rất là du dương và truyền cảm của một nữ ca sĩ của ca đoàn Hiển Linh. Cô sẽ trình bày cho chúng ta nhạc phẩm Đan Áo Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Kim Thân. Chàng có về hỏi hoa hoa chàng nói hỏi mây mây lặng đường hỏi gió gió ngập ngừng hỏi nắng nắng ngại ngùng chim bay rằng anh đang ngoài chiến tuyến người yêu thay tay xuống gối mộng và lá rừng vì quê hương còn cô tình yêu xin để đó cho sáng chết ngâm cười cho nước mắt thôi rơi nhớ xuân sang năm nào bên bếp lửa vui ngồi đan áo cho ai nói anh sẽ về khi máu xương ngừng rơi để giờ mình em và manh áo xám trên môi dù rằng ngoài kia vang tiếng bao đón giao thừa bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng mà ngỡ là giấc mơ thành bình bình anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ và lang thang chim mến mang sầu về cuối trời quà cho em là bướm là hoa thơm cỏ biếc với gió mát lưng đồi với tiếng sáo tuyết vời anh sẽ về khi không còn tiếng xuống chỉ xanh tiếng hát chim chồ ngọt đón mừng để hoa xuân lại thắm để môi em lại ấm cháu mới yêu đời cho tiếng pháo thêm sang năm nào bên bếp lửa vui ngồi đan áo cho ai đôi mắt anh dịu buồn nói anh sẽ về khi máu xương ngừng rơi để giờ mình em và manh áo xám trên môi dù rằng ngoài kia vang bao đón giao thừa bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng mà ngỡ là giấc mơ thành bình anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ và lang thang chim mến mang sầu về cuối trời qua cho em là bướm là hoa thơm cỏ biếc với gió mát lưng đồi với tiếng sáo tuyệt vời anh sẽ về khi không
còn tiếng rung, chia sạch cao tiếng hát, chim chậu ngọt đón mừng, để hoa xuân lại thắm, để môi em lại ấm, cho mai yêu đời, cho tiếng pháo thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.